Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular Form. Ở bài số 4 này, chúng ta sẽ học về thêm mới một nhân viên. Để thêm mới nhân viên, ta sẽ khai báo thêm một hàm ở dưới suộc TF, nhân viên.component.tf. Thêm một hàm mới là new nhân viên. Chúng ta sẽ gọi biến nhân viên của chúng ta. Lớp của chúng ta, lớp nhân viên, chúng ta sẽ lấy ID, tên họ chúng ta sẽ để trống. Đi bằng 2. Ở trên thực tế thì làm phần này thì chúng ta sẽ insert vào database và ID của chúng ta thường là sẽ để tự tăng nếu đây là kiểu số, còn nếu là kiểu mã định danh thì sẽ random ra một mã định danh để insert vào database. Như các bạn thấy là class sinh viên của chúng ta có để department ở chấm, tức là trường này có thể null khi tạo constructor. Đây, chúng ta không truyền gì thì vào department hàm của chúng ta vẫn không báo lỗi. Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào HTML để thêm một button submit. Button ở đây. Thay bằng button. Class chúng ta sử dụng CSS để tạo button. Chúng ta sẽ gọi hàm new nhân viên mà chúng ta vừa định nghĩa xong. Các bạn có thể đặt là thêm nhân viên tùy các bạn thôi, không bắt buộc. Người thích đặt tên gì thì đặt, đến sao đến lúc gọi cho đúng là được, tránh để nhầm đến nhiều sai sót. Thêm mới nhân viên. Sẽ reset lại form. Sau khi tạo mới nhân viên thì ta gọi tiếp function reset. Ta chưa có hàm này. Không sao. Ta sẽ thêm này sau. Bây giờ thêm hàm reset xong. Lần này thì chúng ta chỉ cần là tạo mới nhân viên là đủ.
để thấy là sẽ gọi hàm của chúng ta ID nhân viên mới sẽ bằng 2 bằng 3, tất cả sẽ đều trống. Như vậy là đã kết thúc bài 4. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.